Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nhà Đất TV nha. Rồi, ngày hôm nay Nhà Đất TV đang có mặt tại một con hẻm nằm trên đường Hương Lộ 2 thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn nhà chiếc màn hình mà Phú đứng đây là căn nhà mà Phú muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Rồi, để mình nói tiếp con đường này nha. Đây là con hẻm một sẹt của đường Hương Lộ 2. Nó thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhưng mà đây là con hẻm có lộ giới là 12m nha quý vị. Đây là một con hẻm có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề nha quý vị. Giờ này là giờ trưa cho nên xe cộ qua lại ít đấy quý vị ơi. Lúc em đứng tầm khoảng 10 giờ sáng xe rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại đang là 1 giờ trưa, không còn xe nữa quý vị, xe ra ít. Cái này là hẻm thông quý vị, thông từ đường Hương Lộ 2 ra đường Lê Văn Quế luôn quý vị ơi, ra đường đất mới của đường phường Bình Trị Đông A luôn. Rồi bước vào trong căn nhà thì nó sẽ có hai lớp cửa, phía ngoài là một lớp cửa sắt của cổng rào nữa quý vị. Rồi phía trong là một lớp cửa sắt luôn. Nhà này thì có đồng hồ điện, đồng hồ nước nằm ở phía ngoài của cái hàng rào này quý vị. Có diện tích 4 x 13m cho nên là diện tích nhà cũng khá là đẹp và dài quý vị. Nhà này sẽ hơi có thể vào bên trong cho căn nhà luôn ạ. Đây là căn nhà chính chủ, cho nên là chủ vẫn còn đang ở nhà quý vị. Nhà này kêu bán giá khá là hợp lý nha. Hiện tại chủ nhà đang muốn chia sẻ giá là 4 tỷ 900 triệu đồng đó quý vị. Giá còn thương lượng cho những khách nào mà thiện chí xem nha. Đồ đạc khá là lung tung, tại vì chủ nhà họ chuẩn bị đang xây nhà mới ở một nơi khác, chuẩn bị dọn đi, cho nên đồ đạc cũng khá là nhiều. Và đang muốn bán lại căn nhà này, tại do căn nhà này nó dư đó quý vị, không có ở, và đang cần tiền để xây thêm căn nhà bên kia. Ở phía sau cùng của chúng ta, nhà này sẽ được tận dụng làm toilet và giếng trời. Nói chung đây là một cái căn nhà cũ chính chủ đang ở. Thì quý vị nào mà mua vào, mình có thể là sửa sơ lại, sơn sửa lại, chứ nhà này còn khá là mới quý vị. Nhà này được xây dựng năm 2014 đó. Cho nên là căn nhà này, theo em nghĩ á, nếu mà mình mua về là mình cũng không có sửa chữa gì nhiều đâu. Mình chỉ trang trí lại và mình chỉ sơn lại thôi, theo ý thích của mình thôi quý vị ơi. Thì em cũng xin nói sơ căn nhà này diện tích 4 x 13m, có thiết kế là 4 phòng ngủ nha quý vị. 4 phòng ngủ, 4 toilet quý vị. Rồi thì sau đây em xin để tất cả mọi người tự cảm nhận về căn nhà nha. Mọi người cứ theo dõi clip còn khá là dài quý vị ơi. Đây là cái phòng mà có người ở trong quý vị, người ta đang ngủ cho nên em không vào trong được. Quý vị thông cảm nha. Em sẽ quay sơ một cái phòng này. Đó, đây là phòng ngủ đó. Chủ nhà đang ngủ quý vị ơi. Em chỉ quay phía sang phía ngoài cho quý vị xem thôi. Phía trước có ban công nha quý vị. Đó, phòng khá là rộng luôn ạ. Đó. Rồi mỗi lầu gì sẽ có một cái toilet quý vị. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nha. Mọi người ơi, đăng ký kênh để theo dõi tin tức bất động sản từ Nhà Đất TV như quý vị. Và em có nhận cái gửi miễn phí cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu muốn xem, xin lỗi là muốn bán nhà bán đất quý vị tại thành phố Hồ Chí Minh. Em chỉ đang quay clip và đăng lên dẫn khách, khi nào mà chốt được có giao dịch thì mới ăn tiền hoa hồng như quý vị. Rồi cái căn nhà này có thiết kế là khá đặc biệt quý vị. Phía sau này là cái phần mà lên trên phần mái trên quý vị. Ở trên là cái phần đây. Ở trên là phần sân thượng quý vị. Rồi để em quay trở lại cho quý vị xem cái phòng phía ngoài, cái phần sân phòng phía ngoài này quý vị. Đây có một cái toilet. Rồi đây là phòng ngủ phía ngoài gì quý vị ơi, có ban công đàng hoàng nha. Phòng khá là rộng rãi. Rồi phần phía sau đó, cái phần đó là mình đi lên trên sân thượng, lát nữa em sẽ đi lên sân thượng cho mọi người xem cái. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở một clip gần nhất. Rất mong sớm tìm được người hữu duyên với căn nhà này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.